Xin giới thiệu với mọi người, đây là nữ công gia chính nhà mình. Đây là hai ký mực rất là to. Hai ký này anh mua nhiêu đây? 500 ngàn nha mọi người. Thôi xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Nana Liêu nha. Hôm nay mình sẽ quay món mực sớ Thái cho mọi người. Thời chiều giờ đã có quay ở ngoài đường cho mọi người xem rồi á. Ở ngoài đường hôm qua hết đó, chỉ có mình Na với lại bạn của Na đi ra chợ mua thôi. Và bây giờ đã lựa cho mình hai cái mực rất là tươi luôn á mọi người. Thấy mọi người thấy giả chân mà. Hiện tại thì Na đã luộc rồi nè. Na làm đó mọi người, Na nha. Xem phút đầu là sẽ biết ai làm. Rồi bây giờ mình sẽ quay công thức thì làm xong hết rồi mọi người. Bây giờ là chỉ có trộn và quay cho mọi người xem thôi. Bây giờ thì Na đã cho xoài bằm vào rồi. Thì tiếp theo thì Na sẽ cho sả, ớt, tỏi và hành. Cái này thì Na có đâm dập rồi nha mọi người. Sau đó là măng, này là Na đã hấp sơ rồi nhưng mà nó đã chín nha. Cuối cùng là mực. Sau đó là nước sốt Na làm rất là ngon luôn. Cái này là thiếu mắm Thái thôi, còn đây là Na làm chua ngọt. Tôi biết là bây giờ mà đăng mấy cái này lên là mọi người sẽ tức tôi lắm, vì mọi người không có ra đường đi chợ được. Nhưng mà mọi người thông cảm, từ vì tôi phải ra video thì mới có clip cho mọi người xem được. Thơm quá à, mọi người có thấy thơm à? Thơm luôn á. Lem lem. Trời ơi, nhìn thơm, nhìn ngon luôn á mọi người. Chưa ăn nhưng mà nhìn là biết là xuất sắc rồi. Rồi bây giờ mình sẽ để đây tầm 15 phút cho nó ngấm vào rồi quay video cho mọi người xem nha. Trong vòng 15 phút mà đợi cái mực nó thấm vô thì bây giờ làm cái gì cho nó qua thời gian mới được. À, biết rồi, tin nhắn này là trong gia tộc của cái app này là app Hello Yo. Bây giờ sẽ quay màn hình lại và chỉ cho mọi người cái app này luôn. Cái app này rất là thú vị luôn nha mọi người. App này á, là mình sẽ trò chuyện có bạn bè trên nó. Đây, cho phép một lần. Lúc thì ở đây nó có là phòng hot đã tham gia, game và tình cảm, vui vui ham ăn, âm nhạc, gia tộc trong nhóm fan nhắn tin. Đây là sảnh và đây là cái nick của Na nè. Ở đây có phần tin nhắn, cộng đồng, phòng của tôi. Phòng của tôi này thì mọi người có thể tạo cho mình một cái phòng để cho các bạn tự đặt tên. Mình tự đặt tên rồi xong đó mấy bạn nào muốn vô phòng của mình thì mình sẽ trò chuyện với những người đó. Còn bây giờ nếu mà muốn có người yêu trong mùa dịch này á, thì mọi người phải vào cái tình cảm nè. Trong đây sẽ có những cái bạn tạo phòng sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào đại một cái phòng nào đó để mình tìm người yêu. Vô bạn đợi nó đi. Mình cũng thích gái đẹp cho nên là mình sẽ vào những cái phòng đẹp đẹp. Thấy bạn ăn sinh nhật. Để ăn sinh nhật. Không cả. À là giờ ăn sinh nhật xong cái thứ hai tuần sau nghỉ ăn cũng ok. Ê, ê, tại. Ok đấy, để phải chúc mày sinh nhật. Happy New Year. Happy New Year. Cái này mình có thể tặng quà cho mọi người luôn nha. Bây giờ nó sẽ tặng quà cho mọi người. Gọi Na lên mới ok. Đó. Na Na. Hello, xin chào mọi người. Hello mọi người nha. Xin chào mọi người. Thầy Sophia. Mọi người thấy giọng quen không? Quá. Mày biết sao không? Na đang chơi, Na đang chơi cái app này nè, nhưng mà nó vào đại một cái rom nào đó Na chơi á, nên là không biết là mọi người biết nè. Quá. Quá. Dễ thương. Để bây giờ Na sẽ tặng quà cho mọi người nha. Na sẽ tặng 100 viên kim cương. Cảm ơn chị nhiều nha. Mọi người ở đây á, đã có người yêu chưa? Dạ chưa. Dạ thế ơi, ráng có người yêu đi nha, chứ ra có người yêu rồi. Chị nào chị cưới vợ đi, chị cưới. Khi nào cưới thì Na sẽ thông báo sau nha. Na cảm ơn mọi người nha, tại vì Na cũng đang tìm hiểu cái app này á, cho nên là mọi người like đi nha, Na thoát nha, bye bye mọi người. Chị hát lại, mà chị đi, chị hát đúng không? Hát đúng không? Hát là gì ta?
à, một đoạn rap ha. Bạn là bạn, tôi là tôi, hổng chơi được thì bo xì bo, hổng chơi được mà đi nó xấu chắc. Bởi vì bạn không bằng tôi, nói như vậy có nhiều đứa nhột, nhột thì nhột mà nhây thì nhây. Người thực tế là người sống thật, một là một, hai là hai, vô nè đời. Đời nó vui là ngang, đời là lắm mà ngang. Đừng bao gian rồi mang coi, chân ăn dép là đen. Đừng tung lum tà lưa, đừng lúc nắng rồi mưa. Đừng quan tâm thì phi, đôi phi tôi biết như thừa. Ok mọi người, yêu 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 thích hại lắm đó. Rồi cảm ơn mọi người nha. Trời ơi, đồ lòng em. Mọi người like đi nha, cảm ơn nhiều, bye bye. Ok, bye bye chị. Ok, bye bye mọi người. Đó, mọi người thấy vui không? Tại vì cái nhiều khi nào vào ROM á, nó muốn nói chuyện với mấy bạn. Nhưng mà có nhiều bạn biết mình nên cũng hơi bị ngại tìm kiếm bộ á. Cho nên là nếu mà các bạn có nhu cầu tìm kiếm người yêu hay gì đó thì mọi người vào tình cảm này. Ở đây có một cái Yuyu Ham Ăn, thì đây là một cái game, bây giờ mình sẽ đi chơi game nha. Đó. Đây là một cái game mình sẽ đặt kim cương, mà mình sẽ đặt một kim cương thì mình sẽ được 5 kim cương. Bây giờ nó sẽ bấm tham gia. Tham gia mấy bạn này là đang chơi luôn á. Mình sẽ đợi đủ thành viên rồi bắt đầu mình quay thôi, nếu mình thắng là đó. Đang đợi cái này nó quay với mọi người. Đợi hơi lâu á mọi người. Nếu mà nhưng mà mọi người thích á thì mọi người cứ vào Yuyu Ham Ăn này á, mọi người sẽ chơi trò chơi nha, và các bạn thắng kim cương rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn có nhiều kim cương á thì các bạn cứ vào những cái phòng tình cảm đó, các bạn tặng kim cương á thì mấy bạn nữ sẽ thích các bạn hơn. Ví dụ như còn các bạn nữ thì các bạn nam sẽ thích hơn, mình tặng giao lưu vậy đó. Thì mình có thể nhắn tin riêng nè, rồi mình tự tạo phòng. Nói chung cái này cũng rất là ok và nó thấy rất là vui, nên là nó muốn chia sẻ với các bạn mình có thể chơi. Ở đây có gia tộc nữa nè, rồi lại kỷ niệm lắng nghe đó. Mọi người thích vào cái nào thì cứ vào nha. Còn cái phần mà để tải cái đường link này, Na sẽ để ở phần mô tả cho mọi người tải nha. App Yuyu Ham Ăn nha mọi người ơi. Thì nãy giờ là chắc là cái mực của Na đã thấm rồi á. Bây giờ Na sẽ xuống và quay video. À, nhưng mà Na sẽ rủ bạn trai Na quay cùng luôn nha mọi người ơi. Na sẽ thuyết phục làm sao để bạn trai Na quay cùng luôn cho vui nha. Bây giờ thì Na đi xuống Na ăn thôi mọi người. Mời mọi người ăn cùng với Na nha. Mời bèn tưng. Cái đầu ăn rồi. Cái đầu nè. Vô. Cùng. Vô. Mời mọi người nha. Trời ơi xuất sắc luôn quá Vĩnh Tân ơi. Không cần chấm đâu, nhưng mà nếu mà muốn đầm thấm quê hương thì chấm thêm. Có cái mùi mật không đây à? Ôi là trời. Ở chi mà con này con tôm á. Ngon quá ha. Sao anh cắn kỳ vậy? Ăn hết với em nè. Mua bia. Nó mất tiền, dịch thì mình có tiền mua bia. Không gì buồn quá à. Mực rất là tươi luôn á mọi người. Mực rất là tươi luôn. Ăn nó giòn mà nó ngọt. Phương ơi, sao anh cười hoài vậy? Bộ anh quay dưới em anh vui lắm hả? Có, thấy Phương tội. Ăn kèm thêm một miếng măng, miếng xoài, miếng đậu đũa nữa. Nó thấm cái vị cực kỳ ngon quá. Có mùi đậu đũa nữa nè. Ngon quá. Đây mọi người coi chén nước chấm Vĩnh Tân làm nè. Na biết nấu ăn mà bạn này là nấu ngon hơn Na không kém luôn á mọi người. Bia xíu nhớ tiền trả tiền cát xê nha, 4 triệu. Cái đầu không rồi ta? Anh ăn khô quá vậy, ăn cái đầu không vậy? Đi em ăn cái đầu anh đi. Lại chua con lứa tuổi học sinh. Nhiều quá. Em ăn nhai. Em ăn nhai. Cay quá. Anh làm quá trời ớt luôn á. Ăn miếng măng nữa đó mọi người.
măng này măng lê, măng non, măng ngọt lắm luôn. Dạ. Em quay đi, anh đi mua bia nha. Nha. Trừ lại nha. Lấy cho anh nhậu nha. Trời ơi, mùa Covid này mà có cái mâm mực này ăn thì rồi. Măng lên nè. Cái mái tóc của Nana đã nhuộm lại rồi, nhưng mà tẩy nó đứt lên đó mọi người, lên màu chưa kịp. Cái clip trước mọi người chửi quá trời luôn. Cái miếng thịt nó dày lắm luôn á. Chết rồi, gãy cái răng sứ rồi. Alo, Vĩnh Tân về quay clip nha, quen mình nhạc quá Vĩnh Tân ơi. Mình tới ra, ok ok. Chưa kịp đi nó lại rồi. Quen mình không biết nói vậy đó. Lý do mà không ra video thường xuyên là không biết nói gì. Bây giờ em mới kêu anh quay chung với em chứ dễ gì năn nỉ cũng không cho lên clip đâu nói hoài. Nói nhiều. Giờ em ăn hết rồi hả? Nè, nói chút xíu rồi. Không ăn được. Trong này có xả, có đậu đủ, ớt, tỏi, hành, chanh, đường, mắm, hòa quyện vào nhau. Cái đầu đâu hết rồi ta. Ừ, ăn cái đầu nó ngon hơn đúng không? Ừ. Mời quay phim kìa. Mời phim chút nữa ăn nha. Có chừa cho quay phim không? Anh ăn giỏi, anh ăn hết cái mâm này đi, em cho anh thêm 5.000. Không có tiền cho nhiều. Cay quá. Em thấy cay lắm á, anh ăn cay không? Không. Ghê vậy trời. Anh đã quen mình đâu có biết ăn cay đâu, sao giờ ăn cay dữ vậy Vĩnh Tân? Cay quá. Anh tính đút em mà em cầm ly nước lên. Cái anh tính bỏ vô miệng anh. Xong em thả cái họng ra, cái xong anh thấy vậy anh đút vô cái họng của em. Em uống nước đi. Để chạy bắt uống nước. Anh bị thùng á. Anh ăn đi. Bên nhà cho miếng sẵn nó thơm. Nhà phải ăn kèm rau vô nó đã. Nãy giờ sao anh đút em không nè? Em đút anh nè. Tại làm chồng á. Anh làm vợ em đi, em đút nha. Vợ ơi, em đút cho vợ một miếng nha. Vẫn ngoan quá à. Tối nằm chơi nha. Cái phim cười. Trời ơi, cái con nhỏ này làm cay với trời. Ăn cay quá đã. Anh ăn hải sản, anh ăn không cay, anh không có bán cái mùi hải sản đâu. Nè mọi người coi nè, cái miếng thịt nó rất là dày luôn á. Ăn một miếng là no tới chiều. Nè. Trên mạng mọi người nhìn nhỏ vậy thôi chứ trên ở ngoài nó to lắm á mọi người.
còn mấy ông con trai là trên mạng nhìn to vậy thôi, ngồi có chút xíu. Cái gì xíu? Tình cảm. Tình cảm anh có chút xíu đâu. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người ơi. Chứ mình thấy là bạn Vĩnh Tân này lên clip mà Vĩnh Tân toàn nói chuyện ngôn tình mình mắc cười quá. Hai chồng đóng cửa nói chuyện. Dẹp đi, khỏi nói nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Xin chào và hẹn gặp lại đó mọi người anh.